Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay thì đây là chiếc Yamaha BZ1 thứ N rồi. Bên mình bán đi. Và lại là một chiếc nữa màu màu xám. Mà Yamaha gọi nó là cái màu gì mình quên rồi ta, nâu cát. Màu nâu cát ha. Thì đây là chiếc thứ N luôn rồi đó các bạn. Mình hết nhớ là đã bán đi bao nhiêu xe rồi. Tiếp tục nữa là màu nâu cát. Thì giá mình mới vừa cập nhật cho các bạn giá mới rồi các bạn, là 39.9 là cho cái màu này, và những màu kia sẽ là 38.9. Giá có giảm so với hồi lúc nó mới về. Hồi lúc mới về ha. Đây là khóa động cơ nè. Bây giờ mình không nói nhiều nữa, vào ngay. Đó. Cụm đồng hồ. Mình sẽ nổ máy nha. Cái cụm đồng hồ này nè các bạn, mình rất thích thiết kế kiểu vậy. Nó vừa cổ điển mà nó hơi vừa lạ lạ ha. Và mình nhìn nó mình không có chán các bạn. Nó hơi kiểu cọ xíu vậy đó. Đã lắm, 1, 2, 3, 4 nè, các bạn nhìn cái số nè. Rất là rõ ha, thích điều đó. Và địa chỉ cửa hàng bên mình là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Đây, đây chính là tuyến đường Triệu Nương nè các bạn. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng, các bạn đi về đây khoảng chừng chỉ có là 5 cây số thôi. Nhìn đi các bạn, đang nổ máy ha. Rồi, các bạn nghe liền tiếng máy nha. Rồi, đó là tiếng máy của xe. Tiếp tục là mình sẽ vào số một cái, rồi mình sẽ quay lại chi tiết cho bạn các bạn xem ha. Bốn số nha các bạn, bốn số tròn nha. Một nè, số các bạn nhìn nè, rất là rõ. Mình thích cái điều này. Các bạn có thể là nhìn xuống là thấy liền. Số báo cực kỳ rõ luôn á các bạn. Mình thấy xa xa vẫn thấy nè, các bạn thấy không nè. Đó, thấy không? Rất là rõ luôn á. Bốn, 3, 2, 1. Và buông đo ha. Gà lại số 1 nè, xi nhan nè. Ôi, công tắc tắc khẩn nè. Đèn hazard nè, full đèn. Xe này 4 số cưng. 4 số như là Sirius vậy đó. Đúng rồi, máy rất là ngon. Rồi, ok. Và mời các bạn xem ngoại hình của xe. Mình cố tình mang ra trước cho nó sáng nè, để các bạn xem nè. Đẹp chưa các bạn? Đẹp chưa? Rồi, mình trở lại ha. Xe 4 số tròn nha các bạn ha. Tắt nè. Trời ơi, bắt xinh nè các bạn. Bắt xinh nè. Tuyệt không? Rất là tuyệt luôn. Thiệt. Tắt khẩn, nói chung là nó trang bị dường như là đầy đủ những cái công nghệ. Mình gọi là công nghệ đi ha. Trên xe phân khối lớn các bạn như bắt xinh đây nè. Tại vì đây nè, cỡ này mà còn chưa có nha các bạn ha. Mở kinh nè, chưa có đâu. Exeter 155 chưa có đâu. Nhưng mà xe này có bắt xin ở đây. Yamaha rất là khéo khi mang những cái gọi là nho nhỏ này thôi cho chiếc xe này. Nhưng mà rất là tuyệt vời. Rồi ghi đông trần nè. Mời các bạn xem nè. Đó, thấy nó xịn không? Ha. Dây dầu nè. Có bạn sẽ tiếc nuối là ồ, giá như mà nó có côn tay thì chắc chắn rồi, khi nó có côn tay rồi sẽ lại có rất nhiều bạn tiếc nuối là giá như mà nó 4 số tròn dễ chạy biết mấy, để đi phố cần gì côn tay kiểu như vậy. Cho nên là mỗi người thì mỗi ý ha. Xe này hiện tại là nó không có côn tay, sẽ có rất nhiều bạn tiếc nuối. Có côn tay rồi cũng sẽ có rất nhiều bạn tiếc nuối là như vậy ha. Xe được trang bị là thắng đĩa phía trước, kẹp phanh một bích. Vỏ rất là to nha, cái vành là 16 inch các bạn, 90-100. Cái vỏ sau mình nhớ nó cũng bằng luôn á, cũng 90-100. Vỏ này là vỏ có ruột. Gai sâu nè.
dè nè, hột có cục gà nè, cò phía trước nè, bát để bắt gáo đèn nè. Đây là cụm động cơ nè các bạn. Gác chân có thể là gập lên nè, để ôm cua nhẹ nè, bô vảnh cao nè các bạn, và thể thao. Những cái lỗ tròn tròn này nó là cho mình nhớ tới chiếc Yamaha XSR155 đó các bạn. Xe này thừa hưởng rất là nhiều những cái đường nét đó nha. Thậm chí là cụm đuôi đèn nè. Đó, cụm đuôi đèn nè. Cụm đuôi đèn nè. Vào phần yên nè. Trời ơi, phần yên thiết kế rất là đẹp. Và cụm đồng hồ ở trên nè. Đồng hồ cơ thế này là ok rồi. Nếu mà được nha, mình vẫn thích một cái báo giờ ở trên này. Nhưng mà thôi, vậy được rồi, cũng tạm ổn rồi. Nếu có báo giờ nữa thì càng hay. Tức là sẽ tích hợp một cái đồng hồ điện tử nhỏ nhỏ trên này nè ha. Và báo giờ ở trên đó là ổn rồi. Còn lại là những chi tiết này là mình hoàn toàn hài lòng ha. Mình rất hài lòng với Yamaha ở chỗ này. Rất là đẹp. Màu sơn cũng đẹp. Và 1,69 lít cho 100 cây số là tuyệt vời ha các bạn ha. Tuyệt vời lắm luôn á. Đây, khoang động cơ nè. Mời các bạn xem nha. Cần số nè. Đó, cần số đó các bạn. Còn thấy không? Chân chống bên nè. Mọi thứ trên xe đều là ok hết ha. Đồ làm to và tương đối dày đó các bạn. Gấp nè. Gấp dày được rồi. Chỉ duy nhất là cái gác chân là mình chưa ưng thôi. Cái chân nhì này á, nhìn thấy nó hơi bị lai lai vậy đó. Giống như nó bị lai vậy đó các bạn. Thật sự là chưa hài lòng với gác chân này. Phuộc sao nè. Hành trình cũng dài đó. Nhúng êm lắm các bạn. Và chúng ta sẽ mở yên ở đây. Và bình xăng cũng to nữa. Bình xăng là tới 5,1 lít đó các bạn. Đây. Đây, dưới này. Trọng lượng xe 107 kg ha các bạn. Đây nè. Dung tích xi lanh là 113,7 cm³. Rồi ok ha. Rồi hộp đồ nghề nè. Nhìn thấy nó cổ điển gì đâu luôn á các bạn. Rất cổ điển ha. Móc treo nón bảo hiểm nè. Các bạn nhìn cái khoang này nè. Tuyệt không? Nói chung là Yamaha cố gắng làm chỉnh chu chiếc xe này. Yên nè. Ha. Tuyệt vời. Đóng yên rồi đó. Yên sao nè. Yên này là yên G nha. Ha. Yên R chứ không phải yên liền. Chính vì nó R nhìn nó mới đã đó các bạn. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc cũng như là hỗ trợ bán trả góp tất cả các dòng xe ở đây. Thì xe này các bạn chắc trả trước tầm khoảng 10 triệu đây là ok rồi. 5 triệu, 10 triệu thôi. Ha, đủ 18 tuổi, căn cước công dân là có thể lên hồ sơ được rồi các bạn. Và nếu các bạn ở xa thì mình có thể là lên hồ sơ online trước. Sau khi đậu rồi mình sẽ làm một chuyến xuống cửa hàng để ký tên và nhận xe ha. Còn nếu mà mua online, muốn trả tiền mặt thì cọc tầm khoảng là 2 triệu, 5 triệu là bên mình ship rồi. Ship toàn quốc và phí ship sẽ là miễn phí hoàn toàn nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A nha các bạn ha. Và chú ý nha. Từ Sóc Trăng này đi dài dài về Cà Mau và ngược thành phố Hồ Chí Minh là miễn phí hoàn toàn cho các bạn luôn. Còn nếu phải ship ra tới Hà Nội thì phí ship chỉ có 500 ngàn. Và nếu các bạn quý khách muốn ship tận nhà, bên mình vẫn phục vụ được nha. Các bạn cứ vui lòng mình liên hệ ngay với ba bạn nhân viên. Mình sẽ cho ba số di động này lên trên màn hình để các bạn tư vấn chi tiết ha. Rồi, một lần nữa, địa chỉ cửa hàng bên mình là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha.
Và xin chào các bạn.